Là mất bao lâu, nhưng mà cái thằng ở sớm nó nói chuyện với cái ông bên nhà đó, xong cái nó nhìn xong nó thấy ủa cái mặt bọng nó bị dở lên không, nó dở lên không, cái mặt bọng á, rồi cái nó nói sao giống người quá trời ta, trời xanh, nhưng mà nó chỉ lú có nhiêu đây lên à. Cái nó qua nó kêu thằng chồng em, nó kêu đê. Rồi cái ổng không có nhà, ổng đi giẫm lúa hết trơn rồi. Thật ghê ta. Cái em quét nhà ở sao, giờ này cũng quét nhà. Cái hả, cái ổng nó kêu cái em chạy ra. Em coi em nói, trời ơi sao giống thằng ngôn quá vậy. Trời. Tại vì chiếc xe của nó dựng ở trên bờ là em biết là nó. Trời ơi. Xong cái em mới điện chồng em về. Cái ổng về tới mình đó, ổng bay qua, ổng vớt nhưng mà kiếm điện rồi. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm thì cũng mới nghe một cái thông tin, thì có một thanh niên là năm nay là 39 tuổi, là đi xuống dưới ở dưới ngay chân cái mặt cống nè, để là dỡ lên là cái nắp quạt lên nha, thì đã bị cộng dây điện ở trên đường thì đã bị đứt ra, nên là cộng dây điện của nó nằm dưới ngay chân cái là ống bọng nha. Thì người thanh niên nó qua đời ở dưới cái ống bọng luôn. Thì ngay chân chỗ thanh niên này qua đời đó các bạn, thì ở ngay chân là xã Mỹ An, huyện Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì bây giờ đó các bạn, thì giờ Tí La Cà Lâm sẽ dẫn cho các bạn đi lại tới ngay chỗ địa phương này, thì sẽ hỏi là những người dân này coi là như thế nào, là người đàn ông này qua đời, cho các bạn cùng xem nha. Thì đó các bạn, thì người thanh niên đó là qua đời là bị điện giật, là qua đời là ngay chân là ngày 17 tháng 8 nha. Đó thì đi xuống ngay chân cái ống bọng này nè, đặng dở cái nắp quạt đi lên hay gì đó mà đã bị điện giật, là qua đời ở dưới đây luôn nha. Đó thì giờ các bạn thấy là ở đây người ta cúng kiến nè, nhang ly bọng trái cây rồi nè. Đó thì các bạn thấy là đây là cái cọng dây điện màu xanh này nè. Đó thì nó đã đứt hay gì đó mà đã, đây nè, để tí là làm sao là quay ngay chân cái dỗ đứt cho các bạn xem nè. Đó thì đó giờ các bạn thấy là cọng dây điện này là ngay bữa là 17 tây, là bữa đó là có một cái cơn mưa lớn lắm là nó mới làm đứt cái cọng dây này nè. Là cọng dây này nó đã xuyên qua ngay chân cái bụi tre luôn. Đó, nên là gió của nó giật quá nên là nó mới đứt nè. Là cái nhà của cái anh gì mà ảnh bị điện giật qua đời là ở chỗ nào? Ở ngoài An Hương, ở ngoài á. An Hương lận hả? Còn nhà này là nhà vợ. À. Rồi bị giật ngay đó. Trời ơi trời. Ủa là rồi bữa nay vợ, ủa nhà này là nhà vợ của ảnh. Trời ơi sao rồi, mà xả lúa ngay đó đó, rồi đi khai nước đắp bọng gì đa, dở bọng gì đó, rồi bị cộng dây điện giật xui dữ như vậy. Rồi té xuống luôn, rồi xuống luôn chứ. Ủa nhưng mà em có nghe nói là mất bao nhiêu thời gian để là biết không? Chắc lâu ha. Cái lúc đó là em không biết là mất bao lâu, nhưng mà cái thằng ở sớm nó nói chuyện với cái ông bên nhà đó, xong cái nó nhìn xong nó thấy ủa phải cái mặt bọng nó bị dở lên không, nó dở lên không, cái mặt bọng á, rồi cái nó nói sao giống người quá trời ta, trời xanh, nhưng mà nó chỉ lú có nhiêu đây lên à. Cái nó qua nó kêu thằng chồng em, nó kêu đê. Rồi cái ổng không có nhà, ổng đi giẫm lúa hết trơn rồi. Thật ghê ta. Cái em quét nhà ở sao, giờ này cũng quét nhà. À. Cái ổng nó kêu cái em chạy ra. Em coi em nói, trời ơi sao giống thằng ngôn quá vậy. Trời. Tại vì chiếc xe của nó dựng ở trên bờ là em biết là nó. Trời ơi. Xong cái em mới điện chồng em về. À. Cái ổng về tới mình đó, ổng bay qua, ổng vớt nhưng mà tím điện rồi. Ủa nhưng mà là em biết chắc cú là cái bữa đó là cái bữa bấy tay mình không? Bữa nay là 21 tây phải không? Hình như 17 tây á. Trời, vậy là đúng rồi. Vậy là ngay ngày 17 tây ha. Vậy là chồng em vớt. Vậy là chồng của em vớt luôn ha. Trời đất ơi. Điện không về chứ biết điện ai. Trời ơi. Thôi ghê rồi. Anh Quang đang gặp nữa.
thì ông Hoàng ông xác ông gặp ông mới kêu ông kêu anh Đê rồi ông Đê ông mới đi dặm lúa rồi mấy em mới chạy ra em thấy em mới điện ông Đê về rồi cái là mình mới la làng lên gọi đầu là công an đầu đi là đi vô ha em rồi xong rồi cái chú mình đó đó chú mới điện 113 cho 113 kia công an luôn lên cảnh sát hình sự công an huyện Mân Thích rồi khám nghiệm tử thi rồi qua xuống mày gì luôn Rồi. Ngay vậy làm ngay chỗ đó luôn. Ngay đó luôn. Trời ơi. Bảy thấy hồi nãy thấy có đốt đề, mà đồ y tế cái đó là rước dông á. Mua cái đó là hôm qua rước dông về. Rước ngày hôm qua. Ghê vậy trời. Trời ơi, nơi, mấy bữa nay em bị ám ảnh em có ngủ được không? Trời chứ sát bên mà cưng. Ôi trời. Em là người xác minh nó là thằng đó nữa. Người Bởi vậy giống như là em chạy lại ha. Em chạy lên em thấy là nó rồi mới điện chồng em về vớt nó lên. Trời ơi trời, xác minh luôn mà. Thì đó. Thì ghê vậy ta. Rồi thằng Hoàng nó là thấy nên chỉ biết là chỉ là biết người thôi. Trời ơi. Còn em chạy tới đó em thấy luôn mà. Là em chạy tới là em thấy thí nghiệm luôn cứ rồi ha. À, mới lần đầu thấy là thấy cái mình đó thôi. À. Xong cái thằng chồng em về nó bỡ cái đầu lên là tím điện rồi. Rồi rồi, giờ em cho anh hỏi nè, nãy giờ mấy anh đứng đắn là anh thấy là đứt hai cái đoạn dây điện nhưng mà tại sao mà điện nó lại có ngay chân cái mặt bọng kìa? Thì nó bị điện giật như đó đó. Không nó phải nhưng mà cưng có để ý là cái hồi cưng lại là cái mối điện để đứt cái đầu nào á. Ừ. Hồi đó còn điện còn thòng đó không? Là sao? Cái cổng dây điện. Cộng dây điện nghe nói là bữa đó nó thòng xuống dưới mí đó đó. Em không biết thòng hay không nhưng mà lúc mà vớt nó lên là nó cầm cộng dây điện á. Trời ơi trời. Đang cầm luôn hả? Dạ. Vậy là dính rồi cái tay rồi tí rồi. Dạ giống như là ảnh không biết là ảnh cầm vô ha. Trời ơi trời. Ở bên trên phần nào? Ngoài. Có anh Hoàng ở nhà không ạ? Không có chú ơi, có chuyện gì không? Không, tại vì hôm con có nghe anh Hoàng hô là ảnh đi ảnh của ảnh phát hiện là có cái anh mà ảnh bị điện giật đó, rồi con tính kêu ảnh kể lại vậy đó. Giờ nó đi ruộng rồi, mà nó không có đem điện thoại. Dạ dạ rồi bữa đó bà ngoại có thấy không? Không thấy, tôi ở ở ở sao tôi nghe lo trước rồi tôi không có dòm, tôi không biết nữa chú ơi. Dạ. Và vậy là bữa đó anh Hoàng cứu lôi ảnh lên ha hả ngoại? Nó nghe nó nói là nó đi xịt thuốc rồi nó thấy cái áo rồi nó mới la lên. Dạ. Nó nói thấy cái áo treo toàn phèn giống cái tay vậy. Trời, đó. Trời. Nó kêu ở thằng nhà đằng đắng á. Dạ. Kêu lại có phải mà cái thằng mà Ngôn giật không á, Ngôn á. Dạ. Rồi ở đẳng không phải phát hiện lại rồi mấy ba bốn người gì đó. Trời ơi. Rồi cái lại kéo lên. Trời ơi. Chứ cái áo mà chắc nhắc ngay chỗ với mấy cái cây mà để đậy cái ống nắp quạt quá. Chắc vậy đó. Dạ. Rồi tôi nghe nó kể cho tôi cũng không biết nữa. Tôi mở trong nhà tôi mừng lu cu làm sao á. Dạ. Rồi tôi nghe sùm. Dạ. Rồi bà ngoại có ra bà ngoại coi không? Có ra để kéo lên rồi. Dạ. Rồi, vậy đó. Chứ tôi cũng thấy gì nữa trời. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Còn đâu ruộng có anh Ngôn gần đây không ngoại? Sát đây nè chú. Dạ, là ruộng chậm gì? Lúa. Chậm lúa hả? Lúa. Vậy là anh đang đi ruộng nắng hả? Không, cái anh Hoàng á. Thằng con tôi giờ nó đi ruộng mà không biết ruộng nào mà đi, nó không có đem điện thoại. Rồi dạ. Ruộng nhà nhiều ruộng lắm hả? Có hai miếng rồi nó mướn trong này miếng rồi nó mướn trong kia miếng nữa. Dạ. Rồi vậy rồi, vô phương rồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn ngoại. Dạ. Mấy chú đi xuống chụp hình hả gì vậy? Dạ. Tôi ở trong nhà tôi cũng không biết cái gì nữa. Dạ. Rồi tôi ra thì tôi thấy kéo lên rồi. Dạ. Ông ngoại bữa đó bà ngoại có biết là cái người thanh niên mà bị điện giật đó là ngay cái bữa nào không ngoại? Bữa 14 hay gì? Ủa. Bữa con nghe người ta nói là ngay bữa 17 mà. 14 mới hôm qua mới 16 mới chôn. Bữa nay. Mới chôn qua mà. Ủa vậy là ngay bữa 14 hả? Ừ. 14. Dạ. Bữa rằm không có chôn, bữa 16 ngày hôm qua chôn, bữa nay 17 nè. À. Vậy là ngay bữa 14. Ngay bữa 14. Vậy đó là bữa đó là bà ngoại có thấy không? Không thấy, tôi ở trong kia kìa. Dạ. Tôi nghe mấy nhỏ nói anh Ngôn bị giật chết. Trời ơi. Giờ tôi thấy kéo lên lấy chiếu đại lợi thôi chứ tôi không thấy gì trơn. Dạ. Ghê ha. Ủa nhưng mà sao mà điện đâu ở đó kỳ hả ngoại? Không biết sao cái gì mà cái điện này hồi xưa lận. Dạ. Rồi không xài rồi bỏ rồi sao không có là thu gọn lại rồi để tùm lum rồi cái nó đi ngay chỗ đi trúng chỗ cái mối điện của nó đó. Dạ. Giật chứ không phải là điện ở trên đó nó giật. Dạ. Nhưng mà nãy con qua bảnh con thấy của nó cũng bị người ta lấy băng keo người ta có quắn lại nữa đó ngoại. Dạ. À.
cái đó tôi không biết chứ. Đứt dây quá ha mọi. Đứt dây rồi bỏ qua cũng như trời ơi trời. Tính cũng như là đồ chơi rồi bỏ vậy đó. Ghê vậy. Rồi chế đi. Cái người ta vô điện là mấy năm nay là người ta thu hồi lâu rồi. Dạ. Thu hồi lâu rồi rồi tính bỏ rồi vậy thôi, đâu có đơn sơ đâu, nhầm gì ai ngờ đâu bước xuống đó mà dở cái quạt ống quạt nước đó mà giật đó. Vậy là qua rồi ở dưới là không có người nào hay hết à? Không. Chừng nào người ta đi ngang người ta thấy vậy, mà cái tay vô như vậy là người ta mới thấy, phát hiện là người ta mới hô lên đó. Rồi như vậy là chắc qua đời cũng lâu lắm hả mày? Lâu rồi mấy chắc cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ gì lận. Vậy giống như là người ta chạy ngang người ta thấy có một cái bàn tay đưa lên ha. Bàn tay đưa lên bị gì dở cái ống qua cái quạt nước đó. Dạ. Cho nước vô hay nước ra vậy dở cho vô đặng gãy phân. Dạ. Trời ơi. Chết thiệt chôn rồi đấy. Đám mưa bình địa mà trời sấm sét hôm qua ngay chỗ đó không. Trời ơi. Trời ơi hôm hết trốn cũng chết cho mấy đứa này nè. Thấy ghê vậy. Ôm với nhau. Là mưa hồi hôm qua là sấm chớp ha. Chỗ đó không đó. Trời trời. Chỗ đó không đó. Ý là hôm qua ở ngoài là thầy chùa có vô tỉnh vong gì rồi nữa đó. Dạ. Ghê vậy ta. Ủa nhưng mà cái người đó bao nhiêu tuổi ngoài? 40 tuổi. 40? Ừ. Dạ. Ghê vậy ta. Ừ. 40 tuổi đó. Quá linh ha. Quá linh. Hồi nào thì chưa có đám mưa nào bằng hôm qua. Dạ. Mưa tôi bằng nước chảy xà xuống mà xét heo đánh nha. Cái này chưa dứt rồi tới cái khác. Tới hoài luôn. Tới hoài dạ. Luôn. Dạ. Dạ dạ dạ. Chắc buổi sáng nó chạy vô rồi. Giấc sáng hả? 10 giờ 11 giờ 9 10 giờ đó đại khái buổi sáng rồi. Ủa nhưng mà người đó bao nhiêu tuổi anh? Như 39 á. 39 hả? Không có mình. Mà có vợ con gì chưa mà xui? Có vợ thì nó vô vợ nó đó. Xui dữ vậy trời. Nó vô vợ vợ đó. Là đi xuống dưới là bắt cá hay là đi làm? Nghe nó sạm bọng gì á. À đi xuống sạm bọng ha. Ừ. Trời ơi, chùa luôn hả? Xui gì mà xui dữ vậy chú? Ừ. Làm ngày này lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Năm mấy 2 năm rồi nè. Ừ. Này có chạy gì lắm mày mới ngon. Rồi giờ nghỉ cái vụ kia hả? Nghỉ bán hết rồi. Thôi tôi không tách, giờ tôi bỏ luôn. Ừ. Còn ba mày nhí năm trước bán được 100 mấy 200 ngàn cây, giờ bán 20 ngàn. Vô chống mặt đập chống á. Ờ, qua khỏi mặt đập. Khoảng 300 mét là tới đó. Phải mình đi lạnh luôn hay là qua đập? Không qua đập. Ừ, không qua đập đúng rồi. Không. Tức là cặp xong thì chạy qua biết rồi. Không qua đập nha. À. Chạy vô luôn mà thấy có nhà kiện cây mai trà bá đó nhà đó. Là hồi nãy em có nghe thằng dí số nó hô là chôn của nó là cặp cái đường ranh luôn hả? Không biết luôn, không biết chôn đâu. Tại luôn. Vì nãy nghe cái thằng kia nói vậy đó. Ừ. Rồi chạy lên lộ cho chính là chính mình về quê luôn. Biết rồi. Dạ. Xui ghê hay là. Thì còn nhậu với ông không? Còn. Tao mới điện ông từng rồi kêu lên mệt quá lên không nổi. Ta đang từng quấn lần à. Thứ bảy rồi. Bữa tao mở rồi coi. Ủa gì mà vậy, bữa đó rồi anh có nghe là có công an là vô để khám nghiệm tử thi. Có khám nghiệm tử thi đâu, người ta chắc chắc có khám nghiệm tử thi mổ luôn. Ở đây gần mà ha. Ừ. Có liền chứ. Có khám nghiệm tử thi đầy đủ hết rồi. Là ủa anh, nhưng mà anh có nghe nói là người nào mà phát hiện không? Người nào phát hiện là cái thằng con cái thằng nhà cái gần chỗ nó chết đó, ba đại. Nghe mà đập ở đó con ba đầy có nghe. Còn nghe đó thằng đó giờ cũng dám ra đường luôn nữa. Con ba đầy. Là nó lớn tuổi mà không dám cha. Là thằng vậy mà nó sợ thằng đó. Không phải không dám ra đường, vẫn ra đường nhưng mà cái đầu cái ý nó gì nó còn ớn ớn á. À, nhưng dù tại vì cái đó cũng như là mình đâu không có... nghe nói hay liền chút xíu hay. Nghe nói thằng đó còn giơ tay, thằng này ra thấy người giơ tay mà cứng giơ tay luôn. Là cái người thấy còn đưa tay thì chắc mới chắc. À, mới chắc cũng mới thấy giơ tay mà. À. Mà tao nghĩ chắc là khoảng nửa tiếng là phát hiện rồi. Ừ. Báo công an nhưng lên rồi. Mà nửa tiếng hồ thì anh nghĩ là đứt hả? Đứt rồi trời ơi. Nước, điện dịch, điện dịch chết liền. Nửa tiếng hồ mà điện dịch là trời cứu à. Dạ. Vậy là khỏi chở đi. Đủ chở chết thì cứng ngắc rồi mới hay nữa. Rồi công an loại là mấy khám nghiệm tử thi. Ừ. Khám nghiệm tử thi bữa nó 7 giờ tối rồi. Trời ơi. Tao phải xe xuống đầu đây nè. Cũng làm lâu ha. Ừ. Anh cái này thôi. Đó thì các bạn nha, thì hồi sớm giờ đó các bạn, thì khi ảnh xuống ngay cái mé này nè, ảnh dở nó quạt đặng cho nó nước vô trong các cái đường, trong các cái đường kinh này nha. Đó thì trong đây là cũng có một cái nắp quạt luôn. Đó đặng cho là nước nó vô trong mấy cái miếng ruộng này nè. Đó giờ các bạn thấy nè, thấy không? Ruộng nè, trong cái khu này là ruộng và trồng ba cái phai mỡ nè.
đó. Và vậy là các bạn thấy là năm nay là ảnh là 49 tuổi mà phải nói là ảnh là xui, mà mức độ là xui không thể nào tả nổi luôn nha. Đi xuống chỉ 49. Ủa? 39. Đó thì giờ các bạn thấy là cái người xui mức độ là đi xuống đây thôi mà đã điện giật qua đời luôn, không ai hay luôn. Chừng hay ra thì đã qua đời rồi. Bay rớt ngay chân cái ông bọng nè. Đó. Thấy không? Thì bà ngoại nói là khi anh Hoàng gặp cái áo thì áo dắt lên chỗ cái này nè. Đó thì các bạn thấy là cái lần đứt thì nó nằm tuốt tận đây. Như một cái lần đứt nó nằm tuốt ở đằng cái bụi tre, mà sao là cái mà anh bị điện giật là ngay chân cái ống bọng này. Nó hãm thòng cho nên bây giờ người ta mới cắt cái này lên dắt chứ không phải là chỗ này đứt nha. Không không, có khi nào là đứt đằng kia mà có khi nào cái ống dây này nó đã thòng xuống rồi nó mới chạm với điện quá. Ừ. Tại vì mà mấy cái người cô hô là mưa, bữa đó gió bão mưa lắm. Mưa gió là cũng như nó đứt cái đẳng á. Nó thòng xuống cái đầu khi mà anh dắp cái kiểu nè, nghe nói là dắp cái mí xuống nè. Bước xuống hầm mà thấy cái mí nó hơi trời ơi. Nhưng mà nghe nó hô là cả tiếng hồ rồi mới phát hiện nè. Đó thì các bạn là thấy là phía ở ngoài đây là một cái cánh đồng nè. Còn ở dưới đây là một cái con sông nha, đó. Mà nghe nói là hô là cả tiếng đồng hồ là người ta mới phát hiện ra nha. Thì mà thì các bạn thấy là một tiếng đồng hồ thì đã cứng đơ rồi. Đó, các bạn thấy là cái đường dây mà các bạn thấy cái rất là ghê gớm không? Các bạn thấy là cái bụi tre này khi mà cộng dây điện này mà nó mà đứt á, là cái thì giờ các bạn thấy là cái đường dây điện này nè, là ai mà đi ngang mà vịn vô trong cái bụi tre này là nó cũng có điện luôn nha. Đó, tại vì nó đã đứt cái làm hai, một cộng thì nó đã vuột vô trong cái bụi tre này luôn nè. Thực tỷ mà cái cọng này nó mà đứt ngang là cái trong cái bụi tre này, tỷ mà trời mưa mình đi ngang là cái mưa mà đụng cái lá tre thôi cũng đụng cái lá tre là nó cũng chạm điện luôn đó. Chứ mà giỡn đâu, ghê không, rất là nguy hiểm nha, quá trời nguy hiểm luôn. Đó thì giờ các bạn thấy nè, mình cũng không biết là tại làm sao mà bây giờ là đứt, là cái mối đứt là nó nằm ở ngay chân đây, mà cái người đàn ông thì đã đi xuống ở đằng cái ngay chân cái mặt bọng này đó, mà không biết làm sao mà điện lại có ngay chỗ cái mặt bọng này nha. Đó thì giờ các bạn thấy nè, đó đây là cái cọng. Ôi vậy là ở đằng đây là nó có đứt một chỗ nữa đó. Thì các bạn á, thì ở đằng đây là tí ta là làm mới thấy là đứt ở đây một cọng nữa nè, nên là cái này là người ta cũng mới làm lại nha. Đó giờ các bạn thấy nè, đó nắng quá sợ các bạn không thấy nha, nó của nó bị chối nè. Đó thì giờ chỗ này là nó đã bị là đứt thêm một cái nữa, mà không biết làm sao mà lại điện nó lại có là ngay chân cái ống bọng này, nó đã giật một người đàn ông đó là qua đời ngay chân chỗ này luôn nha. Thì khi qua đời đó các bạn, thì nghe là cũng có những người dân phát hiện nha, đi qua tính cứu nhưng mà cứu không có được luôn nè. Mà các bạn thì sớm giờ đó các bạn, thì tí là các bạn thì cũng hay một cái thông tin, thì có một người đàn ông 39 tuổi đi xuống cái mặt đập này đang dỡ cái nắp quạt ra để cho nước vào trong ruộng nha, thì không may thì đã bị điện giật qua đời tại dưới cái ống bọng nha. Thì hồi sớm giờ đó các bạn, thì tí là các bạn thì cũng có lợi ở những người dân ở nơi đây, thì tí là các cũng có chia sẻ cho các bạn xem. Thì kể hồi sớm giờ đó các bạn thì cũng đã hết rồi, thì thôi giờ tí là các kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn, hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha.